Hôm nay chị đến đây là chị ở, chị lo ma chay cho bà luôn hả chị? Dạ, mà có khả năng là nếu để thử là bên tòa án bên này kia để xác định nó liệu như nó có kết quả như thế nào. Dạ. Ví dụ kết quả như thế nào là từng đó chị tính cái đoạn tương lai cho con chị. Ví dụ nếu mà ông có về là chị đưa con chị đi. Dạ. Không bao giờ chị để con chị ở đây với ông. Giết bà sao mà trước sau con chị nó không chết. Dạ. Chị tin chắc là ông sẽ giết con chị. Nếu mà tình trạng này mà nếu công an pháp luật mà thả ông về sớm nha. Ông có già sao mà ông già ông yếu không về đây mà ông bảo hành không được á thì là con chị nó sống. Nếu mà ông mà về mà thời gian sớm á thì cứ nghĩ con chị nó sẽ chết trước. Chị tin chắc là như vậy. Chị bây giờ coi chị có cái mong ước gì mà để như thế nào đối với ảnh này. Chị không muốn gì á. Cái gì nó không phải có pháp luật đền tội. Anh gây là anh phải gánh. Người ta bảo hành cha mẹ chừng một lần thôi là công an đã vào cuộc rồi. Từ cái năm trước là năm 96 mà ông bảo hành tới năm nay là năm 2020. 26 năm. 26 năm bảo hành. Không một ngày nào bà được yên. Thấy ảnh về là bà chỉ trốn thôi. Bà nói chung là bà quản luôn không bà sợ. Quản quá, dụ như ảnh ngồi uống rượu là bà phải ngồi một bên để cho ảnh xài. Trời ơi. Lấy chén, lấy đũa đi mua rượu. Rồi nhưng mà chẳng nhận uống xong thì thôi ngủ không được, uống xong coi như vậy. Còn dụ như có ngoài đường á mà có cái chuyện gì bất xúc là gì anh dùng hết trong nhà. Hả? Mỗi lần hỏi là hàng đâu, hàng là mà tấu thì không biết là có bà hàng tôi lao đưa đi đánh lộn. Bà không biết hàng là chụp đầu bà đánh, đánh đã là xong đánh chị. Vậy đó. Nói chung là chị chứng kiến nhiều lắm, mỗi lần là ông múc một sau cứ theo. Bà ngủ đây nè, bà là lúc nào là mua chiếc chiếu thôi bà. Hồi kia có chiếc bữa nay cho nằm đất kè ngủ, nghĩ sao một người già mà ngủ đi đất kè nè. Nè trong cái nhà chị kiếm hổng là không có một chiếc chiếu. Hai cái chiếc chiếu mới đây là chị mới mua để cho lo tăng lễ ngủ thôi. Ngủ dưới đây lạnh chưa nổi, em ngồi đó. Nằm đất đây múc cất heo, ít hai người mẹ con cãi lộn. Ông kêu thứ bà tôi cho ăn cất, bà kêu tao mà ăn cất cũng được. Mà cho tao ăn đi, ông đâu múc một thau heo, ông đổ hết trên tao rồi. Cất heo. Trời ơi, chưa từng thấy luôn. Đổ một thau cất heo hả? Một thau cất heo. Chị nuôi heo nó đổ lên đầu bà hả? Đó bà nằm đây bà ngủ nè, ý hai mẹ con cãi, ông kêu thứ bà ngu quá, tôi mày chứ không có bà nữa. Nói là bà là tốt quá, chị nói bà nó quen cái miệng cứ mày, chưa bao giờ cứ mày tao không. Bình thường là cũng kêu mày tao luôn. Không, bình thường thì bà cũng có khi má, nhưng mà uống rượu vô mà hai mẹ con cãi là mày, không có mày không. Là hết tao cất luôn. Đổ luôn lên đầu. Rồi, rồi xuất sinh mà. Ông không có nổ, nhiều khi á là chị cũng nói hoài thôi. Chị nói kêu là ông đừng làm để cho con ông nó mang nghiệp, chứ mà ông kêu tu trời đánh tu lắm thì chị. Chứ con quỷ già đứa sao tôi biết. Em nói gì đó chị? Quỷ già hả chị? Con quỷ già không à, sao mà sống ve chứ vậy? Mà đã nói trước luôn hay sao chị? Ông đó từng nói như mấy người, như hồi chị là bà còn trẻ chưa nói, nhưng cái con sau này nè, tại vì bây giờ nó mới gì. Chứ nếu nó còn ở đây là mấy em đó. Sao mà già mà sống ve chứ vậy, con già kia. À sao mà ông chết, cái bữa mà quýnh bà đó là con khỉ ở bên nó kêu là ông chửi là sao mày sống về như vậy. Sống về. Nói chung lúc nào mà chết, nó ăn ông chết là con mừng á. Nó kiểu cái bữa mà ngồi đây này không có một cái sự buồn rầu. Mà chị tức là sao, thay vì mẹ chết. Thì ông đã biết ông đánh rồi thì ông thú nhận đi để cho người ta mổ tứ thi mẹ. Mà chính chị là người chị chỉ có thân nhân là được chị được vô là dọn dẹp. Khi người ta phẫu thuật xong là chị có một mình, chị không cho vô lại một dịch, thấy bà đau lòng lắm, xẻ từ đây đến đây. Rồi là tóc bọt, tát người mua máu mà là chị đau lòng lắm. Máu mà trồng thì là chị thấy chị đau lòng, chết mà không được yên thân. Chết dưới tay con mình mà không được yên thân. Quá một cái đó mà mẹ chị, mẹ ruột chị mà chị thân khóc. Có nghĩa mẹ chị đầy đủ, mà khi mẹ chồng mà chị đưa chị bưng một cái lưu hương đi từ nghĩa địa mà vô tới trong, là chị khóc cái nước mắt. Là lúc đầu anh cũng không có nhận là đánh mẹ hả chị? Đợi mổ tử thi rồi xong hết rồi là mới nhận hả chị? Đầu tiên là ông nói ông không đánh. Rồi công an nó chở về đây là nó kêu nếu anh nói vậy thì thôi anh ký nhận mà để tôi mổ tử thi. Rồi anh ký luôn. Anh ký mổ tử thi. Dạ. Yeah. Rồi công an bắt để về là nó nghĩa. Thì lên là hồi đó sớm. Sớm là anh ấy nói giờ tôi không có tiền, tôi do cho bà. Thì không, giờ tôi có gia đình rồi anh không có do được. Thôi tôi lên ủng hộ được cái gì, còn anh nhờ hàng xóm.
cái đồ ảnh với kia vậy á, thì lúc đó là chị nói thì nói vậy thôi, nhưng chị lấy tiền chị đi mua trái cây bông hoa, tại vì lúc đó công an nó chưa vào cuộc là có họ tới thôi, họ nghi ngờ tới chứ họ chưa có vào cuộc, thì chị đi mua trái cây gì thì công an họ bắt đi rồi, nên chị bỏ tiền ra chị đi mua trái cây rồi dễ gì cứ hương rồi để nhà không có một cái ống đập sạch sẽ, không có một cái ly cái bình uống nước hay là không có một cái gì hết, tàn tạ luôn, còn có cây bông tăm bông cũng có. Dạ, thảm cũng... nó nói trong cái thảm thì nói chung là chắc bà là chắc nhất nhì thế giới luôn á, nói chung là ví dụ như là cái nghèo á mà khổ á là nó khóc, còn cái này con á áo quần áo vô kia này chị tức ngay chị lên chị thấy áo quần hàng hiệu không, mẹ sắp ra trong vòng mẹ theo một đồ mới mẹ phải đem mà giấu, là tại vì là mới nãy có một bà già tới là mới nói vậy nè, là chắc tôi chết chứ không có bộ đồ mới, là bà đem giấu lại bộ mới đó là để là sao giấu với thịt gạo á, bộ bà chết á là bà có bộ đồ mới mà đem đi, nó nghĩa là bởi vì câu chuyện bà giấu trong thịt gạo, bà giấu thịt gạo mua lâu rồi, không phải là cô chị là cháu Lê Đức Vinh đó, là hôm nay cháu 22 tuổi thờ cúng, nhưng mà cháu còn nhỏ là chú chị là đã có chồng tới giá rồi, nhưng mà thấy hoàn cảnh của bà nó đeo đơn quá, bây giờ cháu nó còn nhỏ quá, bây giờ thờ phượng là không có ai thì chị mới lên đây để lo hậu sự rồi để cúng kiến bà trong 49 ngày. Theo như mà em thấy trên mạng thì nghe thông tin nói là bà là khắt khe với ba con dâu cho nên là không có ai ở được với bà, thì không biết là cái thông tin này nó có đúng không chị? Không, bà thì nói chung người già thì cái chị thì cũng có nói qua nói về thì cái chuyện đó làm đường, nhưng mà gây ra mà cái xung đột mà mẹ chồng nàng dâu là chưa có, dụ như lẩm bẩm thì chị cũng có nhiều khi là bà bức xúc là do từ anh, ví dụ như anh cứ đánh đập bà hoài thì bao nhiêu cái tội lỗi của bà là bà cứ đổ dồn cho chị, là cứ nói là do mày nên chờ con tới đánh tao, thì chị nhiều khi chị bức xúc chị cũng có cãi với bà, là chị cũng có thề đọc là kêu nếu con mà có một cái lời gì mà xúi dục chồng con mà đánh mẹ là cho trời tru đất diệt, nhưng bà cũng không có tin, nên là nhiều chị ở rồi vừa áp lực chồng con, chồng vẫn đánh chị chứ không phải là rồi cứ đánh rồi cứ mỗi lạnh đi uống rượu vậy là mẹ con phải chạy ra giường trốn thì rồi xong là năm chị ly hôn là năm 2000 là bắt đầu là chị năm 2002 á là chị có quay về anh xuống năn nỉ nên là chị quay về là sinh cái bé là có bé là bé gái năm nay được 18 tuổi là sinh năm 2002 đó, là khi mang bầu á là ổng này kia là khi chị sinh được mấy tháng đó, là cái nào đã sinh là được trong tháng 20 ngày là ổng về ổng đánh đánh với chị với buồn quá chị uống thuốc tự tử uống thuốc tự tử thì người ta cứu được, thì khi cứu được xong thì cái chị về là xong lại là chị xin là thôi cho em về gia đình để em ba má em nuôi em là ôm bé đi hồi lúc 3 tháng, thì chị bỏ tới năm nay là 18 bé năm nay 18 tuổi. Lúc tỉnh ảnh có hay đánh đập chị với mà cụ không chị, hay là chị nó tỉnh thì ảnh cũng được nhiều khi nó, nhưng mà cái lời lẽ là chỉ có nói vợ thì được, mà riêng với mẹ là không có một lời nào hay đẹp ấy. Riêng vợ thì lúc tỉnh ảnh vẫn được, nói chung là cũng tội cũng kiểu cũng thôi, không thì mình không biết chứ còn thấy sinh đẻ là không có lo. Bà lo không à, bà đi dẹp từ quần áo cho chị chứ anh không bao giờ bước chân được. Rồi chị đẻ 20 ngày là anh đánh một trận đó, là chị bỏ. Theo chị biết á là từ cái lúc nào mà anh trở nên mà bạo hành với bà như vậy, từ thời điểm nào? Lúc vợ đầu tiên á là khi chị ưng là chị còn đó, anh có một đời vợ là cái chị đó là chị thơm rồi bạn gì luôn à. Anh đánh chị đó là người ta đồn thì mình không có biết nói là đánh xảy thai, mình mới về mình không biết lúc chị ưng thì chị không biết, khi chị về là ngay chân là người ta nói là chị đánh con đó là rồi chị đó chỉ trốn luôn đi về luôn là chỉ bỏ rồi xong là ưng chị lắm cứ đồng hoàng rồi khi chị về là mới có gần vài tháng sau là anh đã đánh rồi. Là đánh bà lần thời điểm anh tạt nước sôi vậy là trời ơi tạt nước sôi chị hả? Tạt nước sôi bà già ấy là có nghĩa là chị đang nấu nồi nước rồi bà với lao lẩm bẩm lẩm bẩm cái gì đó là ông trách nồi nước ông số luôn không tin nổi có bị hỏng gì không chị? Rồi hỏng từ sau lưng xuống là lửa hết rồi tối bà nằm bà rác bà khóc là ông với kêu ông đồ đánh nữa thì không biết là dân là người ta có báo hay không, là lúc đó là có bốn người công an đến là làm hồ sơ thì bà nói là bà đi rồi trả vô tắc trời nên công an không có vào cuộc thương được. Con mà bên con như vậy luôn
Nói chung là cái nguồn gốc là anh đã bảo hành từ xưa giờ. Nói chung là bình, nói chung đối với chị á, thì anh bảo hành lúc rượu nha. Còn đối với bà á, là lúc nào là ăn ấy hay là không có một cái gì là chăm sóc cho bà hết. Mà hồi thời xưa còn trẻ là bà có đối xử với anh như thế nào không, mà sao cảm đối với sự cách anh nó cư xử với bà là từ xưa giờ là như vậy? Cái là nhiều khi chị á, là chị cũng kêu là thôi anh có cái gì mà hận mẹ hay không mà sao không có thấy anh. Từ giờ em cũng là làm có mẹ, nhưng mà mẹ là nói cái tiếng bà được rồi, mà anh là tiếng mày to con. Mà anh nói là hồi xưa là bà ác lắm, bà quýnh anh là bà chôn sống, bà chôn là ló cổ lên đó, là cứ hễ mỗi lần dù dạy con, nhưng mà dạy con mà cách đánh bà là bà thương lắm. Nhưng mà đánh là kiểu đánh kiểu để cho sợ mà, nhưng kiểu cái hồi đó là cái kiểu thời đó là nó xa xưa, kiểu cũng còn kiểu là khẩu á, cái làm vậy cho sợ cho quản. Thực sự là bà thương lắm. Nó nặng với mình thôi, bà nó nặng với chị có, nhưng riêng anh nên kém là bà sợ còn hơn là thứ gì. Bà sợ như là bị hoảng huyết luôn á, bị ép huyết tinh thần á. Có tiền là phải đưa, tiền là phải đưa, chứ không dám mà nói ổng là không đưa ổng là không được. Em nghĩ dù có bất cứ lý do nào thì cái hành động mà con đánh mẹ cũng không thể nào chấp nhận được, chị nghĩ như thế nào? Thì đúng rồi, chị cũng đã từng nói rồi. Ngày đầu tiên chị ra đi á, là chị có nói là ổng có nói là sao lý do sao mà bà bỏ tôi. Tôi nói là ngang tôi vì bỏ anh là vì anh, không phải vì mẹ anh. Anh nên nhớ một lần tôi nhất là tự biết sao, tự vì là khi chị bỏ là anh đánh bây giờ trên này hy hữu là người dân ở đây họ bất bình quá, họ chỉ chạy xuống họ nói là mày lên mày nói một câu để cho kiếm nó nguôi bớt, chứ để là nó cứ nó quýnh bây giờ nó biết. Thì chị với lên có người mặt và má chỉ luôn là ảnh luôn, là chị nói là tôi vì anh chứ không phải là vì má. Má với tôi dù có tiếng qua về, nhưng là anh là chồng tôi sống với anh, tôi không dám sống với má anh. Anh đừng bao giờ đánh má, tội má. Nhưng mà anh lúc nào anh đổ lỗi là đổ vợ tôi bỏ đi là do bà. Mà chị đã nói như vậy rồi để biện cho bà già bà khổ bị đánh. Mà ông có tin là ông đánh lúc mà chị bỏ còn đánh bạo hơn. Cứ nghĩ có chị á thì chị sống á, là có nghĩa là mình gỡ gạo bớt cho bà. Nhưng mà còn khi chị đi là ông cứ đổ hết. Tại vì từ khi chị bỏ là anh có vợ, mà sau á là 8 năm là 8 năm sau, trong quá trình 8 năm thì nghe chị lên đây, nhiều khi chị cũng thương bà, chị lên là nghe hàng xóm mà kêu trời kiếm cứ nó cắm mà giờ biết thôi, nó kêu nó đổ thừa là do mày bỏ bỏ mà gì bảo mà bỏ. Nhưng mà chị đã nói là mấy người nói dùm đi, chị đã đính chính rồi là không phải là do vậy. Không, vẫn cái con vợ sau đây là mới bỏ năm ngoái đây cũng vậy. Nếu gặp nó là nó sẽ nói hơn gì nữa, chị còn nói ít cho nó là nó đã chứng kiến nhiều lần là chị là thời đó là còn ít hơn bây giờ nữa kìa. Có bao nhiêu tiền là phải bị móc túi được, đưa là phải đưa ngang, chứ không có phải mà giống mà trả lời giọng đâu. Ruộng là bắt bán là phải bán, nếu cái gì là nên là nhiều khi không, anh tiết kiệm lắm, anh tiết kiệm lắm. Nói chung là anh là một cái người là làm ăn làm đây anh ra đó, chứ không có phải đâu. Nhưng mà có nghĩa là anh độc quyền trong gia đình, độc tài, độc tài đó, là có nghĩa là dựa như ông bây giờ như chủ hộ luôn rồi, chứ như mẹ là cũng như là con vậy đó. Con nhưng mà nó nhiều khi nó còn khó tự lệ, nhưng mà mẹ là ông má bất tức rồi đó. Có nghĩa khi mà bà về là thấy ông về là do mẹ con lo trốn, rồi bà kia thôi mà má con trốn thì để cho mẹ ngồi ấy, để nó đập hết đồ uống rồi thôi má đít của thì má ở đây con trốn. Thôi thế bà ông về là ông quyền cái ra là đầu ra trốn. Còn ví dụ như ông về nhà không có người nào ở nhà là ông đập hết đồ. Không thì ông ra ông xóm ông kiếm không có chị thì ông em nó tới là ông quậy luôn cả xóm, mà từ trên đầu dưới xong quậy hết. Vậy giờ con cái con trai của anh, con của chị ở đây thì không biết là anh có đánh không chị không? Anh đánh gì rồi ấy là năm kia là năm 2018 18 hay 19 gì đó là chị cũng hơi quên quên là con không biết là sâu đột lên đây là chị không có biết. Nhưng mà khi là người ta báo là con chị có bệnh viện Chợ Rẫy là anh lấy cái kéo á đâm ngay cái đây rồi, anh đâm cô chị là phóng vô đây trời lớn nhất luôn là đâm là bên viện Đức Linh thì người ta di chuyển vô Chợ Rẫy thì vô đó là đỡ là không có bị trúng gan, có nghĩa là nó bị lệch một tí vô gan mà chết rồi. Mà lúc đó là chị lên đây thì ông nói là bà biết là nó mất giải không, nó đồ đâm tôi ấy là chị nghe lời là nó đâm tôi với đâm lại thì chị thôi thì mình cũng vô thôi bỏ qua đó. Là nhưng mà khi là hổm ra là mấy người dân ở đây họ nói là
đánh cô chị nha, mà Thủy mới kể nè, đánh cái thằng nhỏ mà tròn máu mũi mà ngồi không ngất ngư có nghĩa gì mà nó, ông luôn giận nó giờ tự nhiên em không có biết gì à. Bây giờ là hôm nay em về đây là người ta nói nhiều lắm, họ biết là dẫn một cô về đi chứ có ngại, nếu trong bà nội với bà với con không biết ai chết ngày nào với ổng. Mà bà giấu có nghĩa bà lấy một bộ ba bộ, bà lấy một bộ còn hai bộ là mới, nó mới mua giải luôn mà chị. Hôm qua chị lục ra là mới nãy có một người tới chia sẻ nên là mình thấy là thương hơn nữa là bà đó nói là bà ơi gửi tôi chết chắc tôi không có bộ đồ mới à. Đó, thành ra cái bà ấy nói cái thôi mà thờ gửi nào mà áo quần gì đâu đốt hết chứ có ai đi dần hồn đâu, người ta dần hồn bữa nay là người ta bỏ cái này kia đâu có bỏ cái quần như hồi xưa tự mình. Bà cần thiết gì cái chuyện đó à, ý là anh cũng sợ là vậy, anh giấu hai bộ đồ đó để cái vụ lỡ có chuyện gì chết là cũng có một bộ đồ mới mà mình nên đành bà phải giấu với cái thập gạo á, giấu với thập gạo đi có bộ đồ mới chứ bộ đồ mới. Mà hiện tại là lúc chôn rồi mình giờ mình lột cho mình cái chôn hết rồi là chị dặn hòm hết rồi là chị đi kiếm gạo nấu cơm thì chị phát hiện ra, chứ còn nếu không là chị soạn hết đồ rồi chị giặt vũ cho bà hết rồi chị phơi để là chị xếp vô hết rồi. Nhưng mà ngày hôm qua là mới phát hiện ra hai bộ đồ đó là giấu với gạo, mà ai biết nghĩ gạo mà có gạo có áo có quần bỏ trong cái bịch cái bà xếp chết cái gọn cả cái bà sợ anh này đốt, sợ ông không cho mặt á, bao nhiêu áo quần là ông ôm giục ra ngoài mưa hết trơn mà chị ôm như chị giặt thì phơi bà đóng mà. Dạ rồi, vậy thì em cũng cảm ơn nãy giờ chị đã chia sẻ cho tụi em biết nha. Dạ.